Theo yêu cầu của mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người thì xét cái con Canon RU 300 này nha. Đây là cái con Canon đời mới nhất nha. Chúng ta phải sử dụng cái phần mềm mới nhất thì chúng ta mới reset được nha. Đây là cái con Canon RU 300 này. Sau khi chúng ta vào chế độ reset thì nó sẽ như thế này nha. Rồi bây giờ chúng ta mở cái phần mềm lên, chúng ta chạy cái phần mềm. Chúng ta mở phần mềm lên và chúng ta kiểm tra coi nó phải tràn bộ đếm không. Chúng ta bấm vào F-ROM Shell này. Chúng ta thấy cái D này nè, D này nó lên tới 96.9% là nó đầy bộ đếm rồi nha. Tại máy này nó rất là nhiều nên nó đầy thôi. Rồi sau khi nó đầy thì chúng ta kiểm tra nó đầy thì chúng ta tắt nó đi. Chúng ta bấm vào nút reset nha. Chúng ta chọn vòng ACR cho nó trước nha, ACR này. Đây nha, chúng ta chọn ACR trước nha. Rồi chúng ta bấm set trước nha. Vùng nào chúng ta chọn vùng đó thôi, bấm OK. Rồi chúng ta muốn reset thì mọi người bấm vô cái nút set này nha. Ta bấm vô cái nút set này cái là nó sẽ reset cho chúng ta nha. Rất là đơn giản nha mọi người. Đây là cái con Canon RU 300 mới nhất hiện nay nha. Đây là nó chạy cái phần mềm mới nhất nha. Đây chúng ta bấm vô cái nút set này nha. Khi mà chúng ta vào được chế độ reset và chúng ta chạy cái phần mềm mới nhất thì nó sẽ lên này và chúng ta bấm vào nút set nha. Sẽ tự động nó reset nha. Khi mà nó chạy reset xong nó sẽ in ra một cái tờ giấy và cái bảng thao tơ nó ra là 00 nha. Khi đó mọi người tắt máy in, mọi người mở lại là được nha. Để reset được cái dòng này thì mọi người nên lưu ý, mọi người nên chạy cái bảng mới nhất thì nó mới OK nha. Chào mọi người nha. Mọi người cần reset thì có thể liên hệ cái số điện thoại bên dưới nha. Đối với Canon RU 200, RU 300 thì chúng ta phải chạy cái phần mềm mới nhất nha, cập nhật mới nhất thì mới được nha. Và chúng ta chạy cho nó đúng nha. Đối với dòng mới này thì chúng ta chạy sai thì nó sẽ dễ bị khóa men nha. Mọi người lưu ý nha. Mọi người muốn reset thì có thể liên hệ cái số điện thoại bên dưới nha. Bên mình cung cấp và hướng dẫn cho mọi người nha. Rồi chào mọi người. Khi mà chúng ta vào được thì chúng ta sẽ kiểm tra và chúng ta sẽ biết được nó bộ đếm của nó bao nhiêu. Chúng ta truy cập vào cái main đó thì chúng ta vào reset thôi. Rất là đơn giản nha. Là con Canon RU 300.